Nếu Đại Bồ Tát tu hành sức an nhẫn, nhẫn nhục, lãnh thọ các nỗi khổ, thì hộ trì an nhẫn ba la mật đa, Đại Bồ Tát này viễn ly sanh tử, thân cận trí nhất thiết, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát ưa thích thanh văn hoặc độc giác, thì nên biết Đại Bồ Tát này thối thất an nhẫn ba la mật đa của Bồ Tát. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát đem thân mình lãnh chịu đầy đủ đại khổ sanh tử vô biên, nhưng không đắm trước những điều chỉ hay tự lợi của thanh văn độc giác. Vì sao? Xá lợi tử, vì nếu Đại Bồ Tát đắm trước thanh văn hoặc độc giác, nên biết Đại Bồ Tát này thối thất hành xứ của mình mà hành hành xứ của người khác. Xá lợi tử liền hỏi cụ thọ mãn tử tử: sao gọi là Đại Bồ Tát hành hành xứ của người khác? Mãn tử tử đáp: nếu Đại Bồ Tát trụ ở bậc thanh văn hoặc bậc độc giác, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát khởi suy nghĩ về thanh văn hoặc suy nghĩ về độc giác, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát đắm trước giáo pháp tương ưng với thanh văn hoặc ưa thích ngôn vận tương ưng với độc giác, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc uẩn thường hoặc vô thường, thích quán thọ tưởng hành thức uẩn thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc uẩn vui lạc hoặc khổ, thích quán thọ tưởng hành thức uẩn vui hoặc khổ, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc uẩn ngã hoặc vô ngã, thích quán thọ tưởng hành thức uẩn ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc uẩn tịnh hoặc bất tịnh, thích quán thọ tưởng hành thức uẩn tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn xứ thường hoặc vô thường, thích quán nhĩ tỷ thể thân ý xứ thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn xứ vui hoặc khổ, thích quán nhĩ tỷ thể thân ý xứ vui hoặc khổ, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn xứ ngã hoặc vô ngã, thích quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát ưa thích quán nhãn xứ tịnh hoặc bất tịnh, quán